Cộng sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi đứng ở chỗ này đường Trần Hưng Đạo thuộc đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Thì ở đây là cũng hơi giữa đảo một chút nhưng mà nó nghiêng về phía cái bãi phía bên cái xã Ngũ Phụng này. Thì ở phía này là đi ra biển. Đó. Qua cái nhà xanh xanh này là đến biển. Đó. Ngoài đấy là biển. Qua nhà đấy. Thì ở đây có lô đất này bán thì cái trên đảo này thì chứ nếu mà ở giữa đảo thì là cao hơn so với mặt biển. Lô đất này nếu mà danh là nó sẽ từ cái hàng dứa này này đến cái hàng bên kia. Lô này người ta bỏ coi như là hai mặt tiền vì phía bên trong kia có một cái nhà ở nên người ta có một cái lối đi bên này. Chiều ngang mặt đường này được khoảng 22 mét, diện tích thì là 715 mét. Đường này rộng, đường nhựa ô tô tránh nhau, trên này có dây điện, hai bên đều có dây điện. À, bên này có dây điện, bên này có đèn chiếu sáng. À, đèn chiếu sáng này. Tuy nhiên là dân cư còn thưa, dân cư ở đây chủ yếu người ta sống ở nghề trải lưới nên người ta đi người ta sống ở ven biển để đồ đạc trải lưới các thứ nên ra khu đấy. Có nhiều nhà dân xây dựng ở ven biển đấy rất nhiều. Nhà nhỏ trăm hơn trăm mét vuông. Lô đất này 715 mét vuông và chủ đang chào giá bán là 2 triệu rưỡi một mét. 2 triệu rưỡi mét, 72 14 75 35 là đã bán thành khoảng hơn tỷ 8. Đó, tỷ 8 cái lô đất này nha quý vị, cao hơn mặt đường. Chất đất thì cũng bình thường, đất ở đây chúng tôi không nhận định là đất tốt bởi vì là đất ngoài đảo. À, cái lượng muối hàm lượng trong nước nó khá là nhiều. Thế nên ăn rau cỏ rồi ngoài này có thịt bò ăn rất là đậm đà. Đấy, rất là đậm đà. Thịt bò ngoài này nghe nói là cũng là một đặc sản của đảo Phú Quý. Thì chất đất đây người ta vẫn trồng cây được nhá, cây xoài này. Đây, cây này cũng mới trồng này, cũng tươi tốt này. Đấy, chất đất này thì cát pha cát nhiều. Cao hơn mặt đường nha quý vị. Một lô đất này nếu xây dựng nghỉ dưỡng thì 1 tỷ 8 cho mặt đường nhựa mà dài đến hơn 20 mét này thì cũng tốt nha quý vị. Đó, thì quý vị nào mà quan tâm thì có thể alo chúng tôi để ra ngoài này vừa kết hợp du lịch vừa đi xem đất luôn. Đó, thì chúng tôi còn nhiều sản phẩm khác ở đây. Quý vị nào cần thì chúng tôi sẽ gửi cho cái sản phẩm phù hợp nhất, diện tích hoặc là giá hoặc là cái yêu cầu. Mặt đường hay là gần biển hay là mặt biển hay là gần khu dân cư gần phố. Trong này cũng có nhiều khu phố thị cũng khá đông đúc. Ăn sáng cà phê rồi quán bar rồi các thứ, khách sạn. Đó, thì Bất Động Sản Thiện Nhân xin cảm ơn sự theo dõi video của quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở video lần sau. Nhưng đất đây này cũng bán, tuy nhiên là rộng, diện tích rộng hơn và giá rẻ hơn một chút. Miếng đất bên này là của chị, của chủ miếng đất bên này. Nhưng mà không có thông tin nên tôi cũng không nói được. Thôi xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở video lần sau.